hùng rô kiêu ngạo. Nội quy ăn nhậu đậm chất nhân văn. Điều 1, ăn nhậu là phải biết chờ mồi, đừng la ó hối thúc, tội bếp. Điều 2, nhân viên phục vụ phải biết nhanh nhẹn, lên món đều đều, đừng để cám treo mà để heo nhịn đói, tội khách. Điều 3, trong khi nhậu, anh chị phải nhẹ nhàng nhắc nhở nhân viên phục vụ, hạn chế la mắng quát tháo, tội tiếp viên. Điều 4, quán chật chội, vui lòng gọi điện thoại trước khi đến, ngồi đúng chỗ quy định, tránh lãng phí không gian, tội người đến sau. Điều 5, nhậu vui vẻ, nói chuyện khẽ khàng, nhất là lúc về đêm, tội hàng xóm. Điều 6, tàn cuộc nhậu, thanh toán đầy đủ, bo cũng được, không bo coi chừng bị ngắt, đừng trả giá càng cửa, tội chủ quán. Điều 7, ăn tới đâu kêu tới đó, uống tới đâu khui tới đó, hạn chế lãng phí tối đa, tội túi tiền. Điều 8, nhậu về nhà, xây giấc nồng cho xong giấc này, tuyệt đối không gây gỗ la mắng đánh đập, tội vợ con. Điều 9, nhậu hết nổi thì nghỉ, nói không với hiện tượng, cười ra sản phẩm, tội lao công. Điều 10, nhậu chung bàn thì phải tuân theo chủ nghĩa Campuchia, đừng âm thầm về trước, tội thằng ở lại. Phụ lục. Ăn nhậu mà nội quy ràng buộc đủ thứ, tội mấy thằng nhậu. Không lo kiếm tiền, ngồi soạn nội quy ăn nhậu, vợ mà phát hiện, tội thằng hùng rô.